Tiểu học Hòa Bình. Các bạn biết rằng là khi mà ông trời làm ra một tác phẩm, các vị thần phản đối và cảm thấy rất rất khó chịu bởi vì Ngài dùng quá nhiều thời gian để làm ra tác phẩm đó. Các vị thần thấy ông trời mệt mỏi á, mới cho nói là Ngài ơi dừng trở lại đi, Ngài làm cái gì mà dồn toàn tâm trí vậy? Người không biết đâu, đây là một tạo hóa, ta phải làm cho ra tác phẩm này. Các vị thần hỏi vì sao Ngài phải tốn nhiều thời gian như vậy? Người có biết rằng là ta tạo ra một tác phẩm mà đây cũng là một con người, thì con người người đã tạo ra rất nhiều rồi, tại sao phải tạo tác phẩm này nữa? Người không biết, con người này vĩ đại lắm, có thể ăn cơm thừa, uống nước lá của con mà vẫn sống được. Ồ, nhưng mà Ngài ơi, nếu mà ăn cơm thừa uống nước lá thì nhiều người cũng có thể được, nhưng tấm lòng người này vĩ đại lắm, bao dung lắm. Các vị thần bắt đầu rờ vô cái bờ vai á, cái bờ vai mềm yếu như vậy thì chắc là làm gì được thưa Ngài? Người không biết, công việc người này làm trong cuộc đời á cao hơn nhiều ngọn núi cộng lại. Các vị thần nói nếu vậy thì vĩ đại, khi mà rờ lên trên khuôn mặt thấy có giọt nước, chắc là các bạn biết đó là nước mắt phải không ạ? Thì các vị thần hỏi là đây là gì ạ? Đây là nước mắt. Khi mà người này hạnh phúc á, đôi khi nước mắt cũng chảy nhưng mà một chút thôi, nhưng khi người này buồn, người này tủi hổ và đặc biệt là đau khổ về con, người này sẽ khóc rất nhiều. Người cứ biết rằng là ta sẽ chuẩn bị tạo cho người này nhiều đôi mắt lắm, như vậy là vi phạm của con người rồi. Tại sao nhiều đôi mắt? Bởi vì hai con mắt phía trước á cần phải dõi theo đứa con khi còn nhỏ, lỡ té có thể hỗ trợ đỡ nó. Đôi mắt ở phía sau là giúp cho đứa con nhìn về tương lai khi mà người này đã đi xa. Ồ, ta còn định tạo ra nhiều cái tay nữa, nhiều cái chân để người này có thể gánh vác nhiều thứ trong cuộc đời, đặc biệt là đỡ cho những người con. Các vị thần phản đối, Ngài mà làm như vậy á thì vi phạm quy chuẩn của con người. Không cần vi phạm gì cả, bởi vì người này một cái tên mỹ miều, đó là người mẹ. Bao nhiêu bạn nhỏ ngồi đây, bây giờ lớp 4 rồi, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy hình như mình làm được nhiều thứ nhưng mà mình quên bẵng làm đi. Từ một ly nước nhỏ thôi, mẹ, bố uống đi bố, mẹ, ly nước ấm với các bạn giảm đi được 5% tỷ lệ ung thư. Một ngày ở Việt Nam bây giờ có 450 người bị ung thư, có 312 người chết vì ung thư, gấp 10 lần tai nạn giao thông. Vậy mà mỗi buổi sáng những bạn nhỏ ngồi đây dậy pha một ly nước thôi, hay là các bạn nhỏ buổi sáng thức dậy cùng chúc mẹ một ngày an lành nha, nội chừng đó không thôi mẹ các bạn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà đâu đó các cô cậu bé của thầy bây giờ hình như mình lớn lên một chút á, mình cảm thấy mình quên đi một số trách nhiệm, dù là mình còn nhỏ nhưng trách nhiệm nhỏ làm cho con người mình lớn lên. Các bạn biết là khi các bạn nằm trong bụng á, mẹ các bạn hồi hộp vô cùng, bố các bạn nhiều người thôi chứ không phải tất cả lúc nào cũng nghe thử các bạn có đạt bụng mẹ hay không, nói chuyện với các bạn từ còn nhỏ. Nhưng mà ngày hạnh phúc nhất là các bạn chào đời. Nhưng mà các bạn biết một tổ hợp quan trọng nhất của đời người là gì không ạ? Là đi. Nếu như mà các bạn nằm đó, mẹ các bạn không động viên, đi đi con, đi từng bước, mãi mãi trong cuộc đời các bạn nằm yên mà không bao giờ đi. Các bạn qua trung tâm bảo trợ trẻ em Gò Vấp ở phía đối diện đó, có nhiều bạn nhỏ bị não uống thủy, tức to dần, vỡ ra và chết. Nhưng có nhiều bạn, tức là chỉ 1-2 năm thôi á các bạn, nhưng mà có nhiều bạn là nhờ các cô y sĩ ở đó, y tá ở đó đứng dậy, đi đi con, đi đi. Mặc dù biết các bạn ấy chỉ sống được vài năm, nhưng mà mỗi khi các bạn ấy ra đi, các cô ấy khóc, không ăn cơm, bởi vì thương những như con của mình. Đừng nói gì, các bạn nằm từ trong bụng mẹ chui ra, những năm đầu đời tổ hợp đi là quan trọng nhất. Cho nên các bạn thấy mình đã đi được, tiếng Anh hay toán là chuyện bình thường trong cuộc đời. Đâu đó hình như bây giờ các bạn bắt đầu chơi game nhiều, chơi nhóm bạn ở trong game. Bây giờ các bạn tập đòi hỏi nhiều, hình như đáp ứng được thì mình vui vẻ, không được thì phản kháng. Thầy không biết bao nhiêu bạn hồi nãy hát bài hát trên này, nhưng mà trong tim của các bạn nghĩ về mẹ hôm nay đi làm vất vả,
kể cả mẹ giàu có như những hợp đồng làm cho tóc mẹ bạc hơn. Bao nhiêu người đứng trên sân khấu hát hồi nãy nghĩ tới những cô giáo của mình. Thưa các bạn, 3/4 giáo viên nếu không yêu nghề, nhiều người đã bỏ nghề từ lâu lắm rồi. Nhưng mà hình như mình cầm một micro để nói, hay mình hát, hay mình tặng hoa chúc mừng cô, nhưng mà không phải đến từ trái tim cơ, mà hình như một lời nói cứ mở miệng ra là nói như một con robot. Bởi vì đâu đó trong cuộc đời này đang tạo nên những thợ học các bạn. Đâu đó trong cuộc đời này tạo nên những thợ học. Cho nên xin những bạn nhỏ của thầy, xin mỗi một ngày thức dậy, đầu tiên hãy cảm ơn cuộc đời mình cùng sống, được ở bên mẹ, được các cô giáo đang dạy mình. Các bạn nhỏ của thầy, đại đa số những người con trên cuộc đời hiếu thảo, sống trên cuộc đời. Và các bạn hãy nhớ có hai người vĩ đại, bố mẹ. Dù bất cứ trời có sập đất có lở, họ vẫn yêu các bạn. Tới trường này thời gian các bạn ở trường nhiều hơn, xin hết sức kính trọng thầy cô, đặc biệt là những cô giáo. Mỗi một lần họ la mình là la cái hành động hư, không hề la con người của mình. Xin mỗi một ngày nhớ trong cuộc đời này ráng thêm chút nữa. Muốn làm một chuyện gì khó khăn cần nhiều thời gian, muốn làm chuyện không tưởng thêm một chút thời gian nữa. Thầy hay giảng ở Lê Hồng Phong trần này dễ hay phổ thông năng khiếu. Thầy khuyên các bạn nhỏ cũng không cần học chuyên lớp lớp chọn giống như thầy trước đây, mà cứ học trường bình thường. Mà muốn đi xa trong cuộc đời này phải tự học, đọc sách thật nhiều. Đọc sách chiếm 50% thành công của con người. Và mỗi một ngày khi nghe thầy cô đó, xin nghe cho thật kỹ, hạn chế nói chuyện riêng, và nhất là phản kháng hỗn hào. Trẻ con tinh nghịch thì tốt, nhưng cố gắng đừng chuyển qua ngưỡng bên kia. Thầy thích những bạn ngỗ nghịch một chút, nhưng mà không chuyển qua ngưỡng bên kia là hỗn hào. Những chuyện đó là không được, nhất là cho các bạn còn nhỏ. Mỗi một ngày dặn mình, nhất định mình sẽ thành công, các bạn sẽ thành công. Trang web của thầy ati.vn, Facebook Sống Với Giá Trị, hoặc là thầy Nguyễn Thành Nhân. Bao nhiêu bạn ngồi đây mong muốn được nghe thầy giảng một lần nữa, xin đưa tay về ba tỉnh nào. Chân thành nhé, đừng đưa tay xuống đâu. Cảm ơn. Bao nhiêu bạn hôm nay trở về cùng chúc mừng mẹ 8 tháng 3 của yêu mẹ, xin đưa tay về ba tỉnh nào. Cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn thầy hiệu trưởng, cảm ơn ban giám hiệu, đặc biệt cảm ơn thầy phó trưởng. Cảm ơn quý thầy cô đã tạo điều kiện cho tôi chia sẻ với các bạn, và cảm ơn những bạn học của thầy.